rất là nhẹ nhàng. Chỉ có quay tay vận may sẽ đến. Mập. Nghe xíu nhỉ? Hả? Không một tí khói luôn, ga đèo lên không tí khói. VV ga lên hả? Rồi, ta đây, ta đây. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay là ngày 21 tháng 12 và chúng tôi giới thiệu với các bạn một chiếc máy sới chạy dầu diesel. Chiếc này là nằm trong cái lô ngày 20 chúng tôi về. Và các bạn có thể thấy được chiếc này mã là IX70. Hôm trước thì chúng tôi cũng khi mà hàng về chúng tôi cũng đã test thử cho các bạn qua hay gọi là nhã hình để cho các bạn biết cái máy này rồi. Và hôm nay chúng tôi đã dọn dẹp xong và chính thức lên sóng game nó. Thì các bạn đấy thấy đây là chiếc Zanma IX70, công suất 7.0 HP, chạy dầu diesel, dạng đầu D, máy nằm là mát két nước, hàng cực chuất luôn. Cái máy này có đề nổ luôn. Và các bạn có thể thấy được dàn phay sau. Máy này thì các bạn dùng rất là nhiều mục đích, tải rất là khỏe và các bạn có thể chạy được cả rơ móc. Nói chung là rất là nhiều công việc, sới nước, làm ruộng nước cũng được. Các bạn có thể thấy cái trục của nó kia, trục lốp của nó là trục lục giác và vừa những cái dàn dàn cày 91 Trung Quốc bình thường luôn. Rất là ok, các bạn có thể thấy được cái máy này nhìn rất là lực lưỡng, sừng sững luôn. Tình trạng chiếc máy này thì còn rất là mới và chúng tôi sẽ quay chi tiết cho các bạn từng chi tiết một luôn. Trước mắt các bạn đây là phần đầu máy. Phần đầu máy thì các bạn có thể thấy được đây là nó có đèn để các bạn sử dụng. Có thể là sử dụng trong những cái thời tiết buổi tối hoặc các bạn kéo vào những cái rơ móc, các bạn có thể chạy được buổi đêm luôn. Động cơ diesel, các bạn có thể thấy được phần củ đè đây. Củ đè vẫn hoạt động bình thường. Chiếc này thì vừa khởi động đề này, khởi động đề và vừa có thể các bạn dùng tay quay để quay đầu đê mà, rất là thuận tiện trong mọi tình huống, mọi lúc luôn. Ví dụ khi các bạn muốn kéo xe thì các bạn có thể dùng đề luôn, khởi động rất là tiện, như ô tô luôn. Đùa chứ như công nông. Đã, các bạn á, công nông. Cái này chính là đầu công nông Trung Quốc bình thường ấy. Quê người ta hay chạy. Lốp của nó rất là lớn, lốp to bà, lớn, cực kỳ lớn luôn. Lốp của nó còn tương đối ok. Lốp trái này thì còn gần như là mới. Và lốp phải thì nó hơi bị nứt dạn một tí, nhưng không có vấn đề gì. Đây là dàn chạy xuống dàn phay. Dàn phay này chúng ta có thể tháo rời được các bạn nhé. Tức là khi chúng ta muốn chạy rơ móc hoặc là các bạn muốn cày ruộng nước thì các bạn có thể tháo dàn phay ra và lắp những cái bộ công cụ hỗ trợ. Đây là phần đổ dầu. Đây là bên đổ nước là mát bô. Về phần điều khiển thì các bạn có thể thấy được phần điều khiển đây. Đây là bộ phận đè, công tắc đè. Đây là bên phần hộp số. Đồng hồ hộp số thì có đèn luôn. Đây chúng tôi sẽ bật thử công tắc cho bạn xem. Đèn báo luôn. Cái này có điều hướng các bạn nha, bóp côn chuyển hướng luôn. Đây là chỗ để các bạn gắn ắc quy. Tất nhiên là các bạn khi mua hàng này sẽ không có ắc quy, ắc quy thì chúng tôi tháo để chúng tôi lắp vào để mua cho bạn xem. Đây là khớp nối giữa máy sới và dàn phay sau. Một lần nữa chúng tôi sẽ quay lại xung quanh để các bạn có thể thấy được cái máy này. Bảy ngựa, rất khỏe. Rồi, sau đây chúng tôi sẽ đề nổ và thử khởi động cho các bạn xem. Kể cả quay tay rất là nhẹ nhàng. Chúng ta thử quay tay trước đi, xong bắt đầu là chúng ta sẽ đi thử đề.
Cái máy này rất là to nhá. Nếu mà ai thể trạng cao to thì dùng nó hợp lý hơn. Ai thể trạng mà nó nhỏ thì dùng không hợp lý lắm. Rất là nhẹ nhàng. Chỉ có quay tay vận may sẽ đến. Mập. Nghe xíu nhỉ. Hả? Không một tí khói luôn, ga đều lên không tí khói. VV ga lên hả? Rồi, ta đây, ta đây. Rồi. Giờ chúng tôi sẽ thử đè. Rồi đè đi. Rất ngon, đè rất nhẹ. Tắt đi đè lại nào mập. Rồi đè đi. Rất ngon. Rồi thao tác đi. Đừng chạy số 7, số 8 nhá. Không chạy dồn theo đâu. Chạy lên nhanh hơn tí nào. Tay bóp điều hướng nhá, các bạn thấy bóp tay có thể chuyển hướng luôn. Lên số nhanh nào. Chuẩn bị nhá. Cẩn thận ở đây có hướng này có ô tô đi vào ấy. Chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Chạy ngay đi trước khi lòng mất thu qua từng cơn. Sợ rằng to. Ôi ôi là rồi. Mập ơi là mập. Ờ chạy tiếp đi. Ngã dập mồm ấy. Các bạn thấy không? Người tạ ngồi lên cái máy, máy nó vẫn nhỏ hơn. Người mập này nặng một tạ các bạn ạ. Cực nhanh. Rồi rồi rồi, ok, không nghịch nữa. Thế được rồi. Rồi. Em bảo là đầu nó nặng, đằng sau nó nhẹ này. Đúng là hơi bị thùng nữa. Rồi. Quá tuyệt vời, tôi nói là em không cần phải làm gì cả. Quá tuyệt vời rồi, giữ nguyên như thế. Như thế là quá chuẩn rồi. Chỉnh là lại mất chuẩn. Đấy. Ok, đây là toàn bộ video cái máy sới EX70D của Zanma. Nếu các bạn thấy hay, các bạn vui lòng like, subscribe kênh YouTube của Điện Máy Bình Sơn. Vui lòng đăng ký và chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất.
Các bạn muốn mua hàng vui lòng liên hệ Điện Máy Minh Sơn số điện thoại 0961 349 345. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Các bạn vui lòng like, subscribe Điện Máy Minh Sơn nhá. Cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.